chỉ thị 24 của Bộ Chính trị bị rò rỉ, tổng trọng không quan tâm đến lợi ích quốc gia. Một chỉ thị mật của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề an ninh quốc gia vừa bị rò rỉ trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế. Giới quan sát đánh giá và lo ngại về khả năng Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang gia tăng đàn áp các cá nhân, tổ chức và hoạt động cho là gây nguy hiểm cho sự lãnh đạo độc tôn toàn trị của đảng này. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 1 tháng 3 đưa tin Project 88 tố cáo chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bản tin cho biết chỉ thị 24 CTTV Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2023 đã bị tiết lộ. Project 88 tố cáo chỉ thị 24 của Bộ Chính trị Việt Nam vi phạm nhân quyền trắng trợn. Đáng chú ý, văn bản này được ký chỉ 2 tháng trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Biden tới thăm Hà Nội chính thức vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ. Đây là một kế hoạch nhằm đối phó với thứ mà Đảng gọi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Việt Nam. Qua đó, Đảng sẵn sàng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Project 88 cho biết chỉ thị 24 nhằm kiểm soát tính dân chủ đối với chính sách công và kinh tế, đồng thời củng cố chế độ độc đảng ở Việt Nam. Đài BBC tiếng Việt cũng cho hay có tổng cộng 9 nội dung được đưa ra trong chỉ thị 24 để đảng ủy các cấp thực hiện, trong đó có 7 nội dung đáng chú ý bao gồm: thứ nhất là về xuất cảnh, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công dân Việt Nam ra nước ngoài công tác, học tập, trao đổi, tham quan, du lịch. Thứ hai là về dân chủ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Thứ ba là tuân thủ thỏa thuận quốc tế về quyền của lao động, không để thành lập tổ chức của người lao động dưới hình thức dân tộc, tôn giáo, ra soát, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức của người lao động, thành lập và hoạt động không đúng pháp luật. Thứ tư là về hợp tác quốc tế, đề cao cảnh giác, phòng ngừa các mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, cũng như lợi dụng để vận động hình thành tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy cách mạng màu, cách mạng đường phố. Thứ năm, về tài trợ quốc tế cho Việt Nam, tăng cường quản lý việc tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng chính sách, pháp luật, không tiếp nhận tài trợ nước ngoài đối với các dự án xây dựng pháp luật có nội dung phức tạp, nhạy cảm. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Biden trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2023. Tiếp theo thứ 6 về tự do ngôn luận là phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, đấu tranh với các trào lưu của chủ nghĩa dân túy, bất tuân dân sự, quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Thứ 7 về quyền hội họp, đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối chính trị, các loại tội phạm, nhất là hoạt động cài cắm nội gián, kích động biểu tình, bạo loạn. Theo giới phân tích, đây là những bằng chứng cho thấy đã và đang xuất hiện một làn sóng đàn áp mới về vấn đề dân chủ, nhân quyền. Theo xu hướng của các quốc gia dân chủ phương Tây, vốn bị đảng coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với an ninh chính trị tại Việt Nam. Trong nhiều năm, Mỹ và các quốc gia phương Tây luôn cho rằng tăng cường mối quan hệ với Việt Nam sẽ giúp thúc đẩy nhân quyền. Thế nhưng, chỉ thị 24 đã đặt dấu chấm hết cho quan điểm này. Và đây là những nỗ lực chấm dứt các ảnh hưởng của các nước ngoài trong việc thúc đẩy xã hội dân sự và các nhóm chính trị đối lập trong nước. Về bản chất, chính sách này nhằm mục đích củng cố chế độ độc đảng và ngăn cấm người dân tham gia hội họp, lập hội, biểu tình. Quan trọng hơn là ngăn chặn tài trợ quốc tế cho các dự án của các tổ chức xã hội dân sự, và nếu được thực hiện thì chỉ thị này sẽ giết chết các tổ chức xã hội dân sự. Biểu tình là một trong những mục tiêu mà chỉ thị 24 của Bộ Chính trị sẽ triệt tiêu. Tuy nhiên, giáo sư Thayen tại Học viện Quốc phòng Úc thì cho rằng chỉ thị này không báo hiệu một làn sóng đàn áp mới đối với các nhà hoạt động xã hội và dân sự và dân chủ, mà chỉ là một hoạt động bình thường, tức là tiếp tục đàn áp bất kỳ hoạt động của các nhóm vận động xã hội, dân sự và dân chủ của các nhà hoạt động trong nước, thách thức quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, theo giáo sư Thayen, thỏa thuận đối với đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cũng như chỉ thị 24 được ký bởi bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. Điều đó cho thấy chỉ thị 24 là phản ứng của Đảng đối với các quan chức chính phủ, có thể do các quan chức này phản đối hoặc quá dè dặt trong việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam Hoa Kỳ cũng như với các nền kinh tế lớn khác lên tầm cao với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tóm lại, theo BBC, giáo sư Thayen cho rằng phản ứng của họ là tăng cường giám sát, quản lý và đàn áp tất cả những hoạt động
mà họ cho là đi ngược lại lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị bị rò rỉ, Tổng Trọng không quan tâm đến lợi ích quốc gia. Quản lý giá vàng hay đòn thù của Thủ tướng với các nhóm lợi ích cũ. Giá vàng là một dạng hàng hóa, ở cả Việt Nam và trên thế giới đều mua bán, kinh doanh tự do. Thời gian gần đây, do những bất ổn trong thị trường tài chính, người dân thấy rằng cất tiền thì mất giá, gửi ngân hàng thì không yên tâm và lãi suất ngày càng giảm. Mua trái phiếu, cổ phiếu hay bất động sản thì có nguy cơ mất trắng. Thế nên, người dân lại quay ra mua vàng để tích trữ. Nhưng kể từ năm 2012, sau khi chính phủ ban hành nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, theo đó, nhà nước độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng, khiến cho giá vàng ở Việt Nam luôn đắt hơn giá vàng trên thế giới. Đồng thời, chênh lệch giữa giá mua và giá bán cao hơn, khiến người dân phải chịu thiệt thòi. Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng. Tờ báo Lao động vào ngày 1 tháng 3 đưa tin, động thái mới của Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng. Bản tin cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã gửi báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo bài báo, đến 14 giờ ngày 1 tháng 3, giá vàng miếng đã tăng tới 300.000 đồng mỗi lượng. Với ngày hôm trước, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã tăng khoảng 3,8 triệu đồng mỗi lượng và giá vàng nhẫn tăng 2,7 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Hiện nay, so sánh thì chênh lệch về giá vàng trong nước với thế giới, vàng SJC cao hơn 18 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng nhẫn cao hơn tới trên 4 triệu đồng mỗi lượng. Một cửa hàng kinh doanh vàng ở Việt Nam. Vẫn theo báo Người Lao Động liên quan đến giải pháp bình ổn thị trường vàng, theo yêu cầu của Thủ tướng, đầu năm 2022-2024, Ngân hàng Nhà nước đã có tờ trình đề xuất và kiến nghị Thủ tướng, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối để phân phối và phối hợp với các bộ ngành chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp về quản lý thị trường vàng. Theo giới chuyên gia, cuối năm 2023, giá vàng ở Việt Nam tăng vọt như con ngựa bất kham. Có những thời điểm giá vàng bật lên đến mức 80 triệu đồng mỗi lượng trong bối cảnh đồng đô la lên giá rất ít. Thời điểm đó, truyền thông nhà nước đưa tin nhiều tín hiệu cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã và đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả đáng kể. Theo giới chuyên gia, việc giá vàng tăng cao tại thời điểm cuối năm không nằm ngoài mục đích. Chính phủ muốn móc vàng trong dân, bởi lý do tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm. Đáng chú ý khi ấy, nhiều ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất xuống mức thấp chưa từng có ở mức 1,9%. Cùng lúc đó, giá vàng cũng cán mốc cao nhất trên dưới 80 triệu đồng mỗi lượng. Và đó là lý do vì sao giá vàng chênh lệch đến 20 triệu đồng mỗi lượng so với thế giới mà dân vẫn vào mua nhưng không bán ra. Báo Lao Động ngày 29 tháng 12 năm 2023 đưa tin Ngân hàng Nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng SJC. Bản tin cho biết, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1 năm 2024, một số cơ chế quản lý thị trường vàng miếng sẽ được sửa đổi, bổ sung. Phải chăng đó là những tín hiệu cho thấy Chính phủ của ông Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC? Nếu biết rằng Nghị định số 24 ra đời từ tháng 4 năm 2012 và thời điểm chỉ hơn một năm sau khi Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí Thư tại Đại hội 11 vào năm 2011, bằng chính sách độc quyền này hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm được biết bao nhiêu tiền lợi nhuận từ tiền chênh lệch giá mà không ai biết. Song rõ ràng, toàn bộ mảng độc quyền kinh doanh vàng đã trở thành miếng mồi béo bở cho các nhóm lợi ích trong nội bộ của Đảng kiếm trác. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính liên hệ với việc nhiều tín hiệu từ báo chí nhà nước gần đây cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong việc quản lý và kinh doanh vàng miếng thương hiệu SJC. Phải chăng Thủ tướng Chính đang tìm cách đập bể nồi cơm của nhóm lợi ích cũ liên quan đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thống đốc ngân hàng nhà nước? Hậu quả của chính sách độc quyền vàng miếng theo Nghị định số 24 rõ ràng cho thấy người dân bị thiệt hại đủ đường, luôn phải mua vàng với giá cao hơn thế giới. Thị trường vàng thì bị độc quyền, không có sự cạnh tranh, dẫn tới thị trường vàng ở Việt Nam luôn không minh bạch.
Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến người dân và khu vực kinh tế tư nhân. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ về việc độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SJC đã kéo dài hơn chục năm qua. Cần xử lý nghiêm các quan chức cũng như nhóm lợi ích đã lợi dụng chính sách này để mà trục lợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Quản lý giá vàng hay đòn thù của Thủ tướng với các nhóm lợi ích cũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.